Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14, sáng nay đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và các đại biểu đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Mê Linh. Sáng nay đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội do đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Mê Linh để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14. Trả lời ý kiến cử tri, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh việc thành phố chậm giao đất dịch vụ là có lỗi với người dân. Hiện nay toàn thành phố mới giao đất dịch vụ được 69%. Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực chỉ đạo các cấp các ngành thành phố tháo gỡ vấn đề đất dịch vụ. Trước mắt là phối hợp với các bộ ngành liên quan, không đạt được, thành phố sẽ kiến nghị với chính phủ để giải quyết dứt điểm vấn đề này.